Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình. Thưa quý vị, người ta thường có câu đàn ông năm thê bảy thiếp hay một ông mà có hai bà vợ là chuyện bình thường, nhưng một bà lại có hai ông chồng thì quả là đúng là chuyện xưa nay hiếm. Nhưng câu chuyện này lại có thật trong một gia đình ở Huế khi hai anh em muốn lấy chung một người vợ và một trong số 10 người con mà họ sinh ra không biết là con của ông nào trong số hai ông chồng. Xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện hy hữu này. Ghé xã Hồng Kim A Lưới, Thừa Thiên Huế, hỏi thăm nhà ông Hồ Văn Tun, sinh năm 1943, ai cũng hay biết. Từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể kể vanh vách về hoàn cảnh gia đình của ông. Chúng tôi là người đồng bào Paco ở xứ này, đều biết rõ về gia đình của ông Tun bởi rất hy hữu và đặc biệt. Ông ấy với ông Tua sinh năm 1947 là em trai ruột cưới chung một người vợ nhưng sống hạnh phúc và chan hòa lắm. Hiện gia đình hai vợ chồng có một cuộc sống ở trên rừng cùng chăn nuôi bò gà. Còn các cháu của họ sống ngay cạnh nhà tôi, cứ sát sàn sạt nhau ấy. Nhiều lúc tôi thấy ngưỡng mộ cách sống, cách dạy con của họ lắm. Một người hàng xóm của gia đình ông Tun cho hay. Người này còn tiết lộ, hai ông một bà không hề biết rõ đâu là con của ông Tun và đâu là con của ông Tua. Tất cả đều gọi ông Tun là bố, còn ông Tua là chú và dành sự kính nể hiếu thảo đến cả hai. Sau đó họ hướng cánh tay chỉ về phía bìa rừng, nơi có chiếc lều dựng tạm mà vợ chồng ông Tun chăn nuôi lợn gà. Chúng tôi quyết định leo lên đó thì tình cờ gặp bà Cani, vợ của ông Tun, ông Tua, cùng với con dâu đang làm cỏ ruộng. Bà cười tươi khi thấy có khách khẽ thăm, rồi nói, về nhà thôi, chứ lên đó đường rừng đi mỏi chân lắm. Con dâu của hai ông bà cho biết, bố mẹ chồng sinh được 10 người con, 5 trai 5 gái, có hơn 20 cháu nội ngoại. Đặc biệt ông bà sống rất hòa bình, luôn cùng nhau làm kinh tế và răn dạy các con phải sống tốt, biết kính trên nhường dưới. Tôi về làm dâu đã được nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy bố mẹ to tiếng hoặc cãi vã. Bố mẹ sống hạnh phúc lắm, luôn bảo phải làm gương cho con cháu noi theo. Còn chuyện chúng tôi gọi bố Tun là bố còn bố Tua là chú thì không đúng. Chúng tôi gọi là bố lớn và bố nhỏ bởi tất cả đều là máu mủ ruột thịt của hai bố, không có sự phân biệt giữa bố và chú. Người con dâu quả quyết. Thuở con gái bà Cani xinh đẹp nhất vùng, được trai các bản thầm thương trộm nhớ nhưng chẳng yêu ai. Khi cuộc chiến chống Mỹ lên đến đỉnh điểm, bà tham gia lực lượng du kích địa phương, vận chuyển lương thực tiếp tế cho bộ đội. Tháng ngày băng rừng vượt suối làm nhiệm vụ, bà Cani đã gặp và yêu thương nên duyên với bộ đội tên Tun. Song cả hai chưa kịp cảm nhận hết niềm hạnh phúc của vợ chồng son thì ông phải ra chiến trường. Còn bà ở nhà mòn mỏi đợi chờ chồng quay về. Thời điểm ấy, ông Tua là giáo viên công tác tại địa phương, ở cùng nhà với chị dâu Cani. Ông tự bao giờ đã cảm mến nhan sắc cũng như tính cách dịu dàng của chị dâu. Vì thế, ông dù đẹp trai, tài năng, được bao cô gái Paco để ý mà quyết phớt lờ. Tôi nghe bố mẹ kể rằng, thuở đó bố lớn đi bộ đội vài năm thì bặt vô âm tín, không một tin tức gì cả. Mẹ có gửi thư nhưng không thấy sự phản hồi. Do vậy, ai trong nhà cũng nghĩ bố lớn đã hy sinh ở chiến trường. Người con dâu của ông Tun nói. Trong khi đó, ông Tua nhớ lại, trai đơn gái trước ở cùng nhà lại đương tuổi sung sức, nên chúng tôi đã đi quá giới hạn chị dâu em chồng. Vài năm sau, anh trai tôi từ chiến trường trở về, biết chuyện không hề giận dữ hay ghen tuông. Ngược lại, anh đã vun đắp cho tình yêu của chúng tôi. Anh đã dẫn tôi đến nhà vợ, xin gia đình cho tôi ăn nắm xôi để chính thức trở thành vợ chồng của căn y. Ngờ đâu bố mẹ vợ đồng ý cho tôi ăn nắm xôi, công nhận tôi là con rể thứ hai của họ. Theo lời ông Tun, chuyện tình tay ba này thực tế không hề đơn giản như bây giờ kể lại, bởi chuyện của họ đã làm xôn xao cả vùng. Chẳng ai đồng ý vì đây là việc làm vi phạm luân thường đạo lý. Khi Cani sinh con đầu lòng, già làng ai cũng họp bàn để bàn về chuyện của chúng tôi. Nhiều người cho rằng từ lâu người Paco vẫn chấp nhận một người đàn ông lấy hai vợ hoặc một người đàn bà lấy hai chồng, nhưng không có chuyện lấy hai anh em ruột khi cả hai còn đang sống. Một số người lên tiếng bênh vực chúng tôi, họ nói rằng em trai tôi đã chót yêu vợ tôi, không thể ngăn cách, nhưng phải chịu hình phạt thích đáng. Và hình phạt đưa ra là em tôi phải nộp một con lợn, một con dê để làm cúng giàng và thần linh để thần linh không bắt tội, để dân làng được ăn những con vật ấy. Người đàn ông 80 tuổi tâm sự. Thế là cả ba người bắt đầu cuộc sống hôn nhân độc lạ. Không lâu sau đất nước thống nhất, ông Tun trở về quê bươn trải mưu sinh với nương rẫy, còn ông Tua tiếp tục sự nghiệp làm thầy giáo. Còn bà Cân Y tiếp tục sinh 9 người con, lớn lên bình thường và khỏe mạnh.
Song chính bà cũng không thể biết trong số 10 người con mà mình sinh ra, ai là con của ông Tun và ai là con của ông Tua. Trở thành người vợ chung của hai ông ấy, chưa bao giờ tôi thấy giữa hai người xảy ra xích mích hay cãi vã. Họ lúc nào cũng cư xử đúng mực. Em nghe lời anh thương yêu em, bà Cani chia sẻ. Chính điều đó đã khiến người dân trong bản cảm thấy ngỡ ngàng. Họ không thể tin rằng hai người đàn ông chung một vợ có thể bảo ban nhau hòa thuận đến thế. Giờ ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi mới biết rằng nếu không có tình cảm anh em yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, thì đại gia đình này đã tan nát từ lâu rồi. Hơn nữa, vợ tôi cũng tinh tế, luôn yêu thương chúng tôi công bằng, không thiên vị ai cả. Vì thế chúng tôi mới sống hạnh phúc đến tận bây giờ, ông Tu nói. Nhắc đến chuyện có hối hận khi chung vợ hay không, ông Tu lẫn ông Tua đều cảm thấy nếu thời gian quay ngược trở lại sẽ không làm vậy. Đó là một sai lầm, nhưng dù sao cũng đã xảy ra, chẳng thể sửa được. Vì thế tôi luôn dạy các con tuyệt đối không được lặp lại quá khứ của bố mẹ, ông Tua thành thật. Lãnh đạo xã Hồng Kim cho biết chuyện hai anh em ông Tun lấy chung một vợ ở địa phương ai cũng biết là trường hợp đầu tiên và duy nhất của huyện A Lưới. Hơn nữa, đây là câu chuyện mang tính lịch sử, mọi người nên kể để biết và rút ra bài học, chứ không nên phán xét đúng sai. Thưa quý vị, chuyện một bà có hai ông chồng như là câu chuyện trên đã là chuyện hiếm rồi. Nhưng chuyện một người phụ nữ mà có đến ba người chồng thì quả là thật khó tin. Thế mà lại có thật và gây tò mò xôn xao trong dư luận. Một người phụ nữ Hậu Giang có ba người chồng, họ khẳng định đó là duyên nợ mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Câu chuyện chéo ngoe một vợ hai chồng tại Hậu Giang hẳn không còn xa lạ đối với dư luận. Bởi lúc họ nổi tiếng, ai cũng choáng váng rồi dè bỉu người vợ một cách thậm tệ. Song khi biết rõ nguồn cơn đã cảm thông một cách chân thành. Và một ngày chúng tôi có dịp ghé đến Hậu Giang để thăm gia đình độc nhất vô nhị này. Chị Tám 52 tuổi, người vợ không khỏi xúc động khi thấy khách ghé tới. Sau đó chị đưa tay vào trong nhà, ám chỉ anh Phúc, người chồng thứ hai đang ngồi chơi trong đó. Chúng tôi liền hỏi, anh hai, người chồng đầu tiên đâu vậy chị? Chị Tám thành thật, anh ở trong nhà nhưng không thích xuất hiện trước ống kính nữa. Nay chỉ có tôi với anh Phúc tiếp chuyện mọi người thôi. Tôi nghĩ không sao cả, vắng vẫn vui. Cuộc sống thay đổi theo thời gian, vì thế con người cũng vậy. Anh hai có thể đã có tuổi nên không muốn đến chỗ đông người, không thích xuất hiện trên các trang mạng xã hội như xưa. Đây là điều dễ hiểu, vì thế tôi mong mọi người thông cảm. Anh Phúc thay mặt người bạn già chia sẻ. Và để xua tan không khí ngượng ngùng, chúng tôi đành hỏi thăm chị Tám và anh Phúc xem thời gian qua có sự đổi thay gì hay không. Chị vui vẻ thừa nhận, dịch Covid-19 đã khiến gia đình xáo trộn khá nhiều. Xưa tôi cùng anh hai anh Phúc làm công việc gom rác. Cứ sáng sớm chúng tôi sẽ cùng lên xe, rồi ai làm việc nấy. Hai phụ trách lái xe, còn tôi và Phúc ở phía sau gom rác, lên xe, rồi mang về khu tập kết. Công việc đó dù vất vả nhưng đồng lương ổn định. Vậy mà dịch bùng phát, chúng tôi thất nghiệp thời gian dài. Đây cũng là thời điểm khó khăn nhất chưa từng thấy. Dẫu vậy tôi vẫn động viên hai ông chồng cố gắng vượt qua, có gì ăn nấy, người phụ nữ Hậu Giang bộc bạch. Cơn nóng Covid-19 lắng xuống, chị Tám cùng hai người chồng chẳng thể quay trở lại công việc bình thường. Chị chăn trở nhiều đêm tìm kế sinh nhai mới cho tất cả. Cuối cùng chị quyết định vay mượn tiền lấy vốn buôn bán hến ở chợ, còn hai người chồng bán vé số khắp các vùng với mức thu nhập đủ ăn. Chúng tôi không sợ khổ bởi ông trời không cho ai chặn đường sống của ai cả. Ví dụ như không làm nghề thu gom rác thì tôi buôn bán, hai chồng đi bán vé số ngày 100 tờ. Điều tôi sợ nhất chính là ngã bệnh, lúc ấy khổ trăm bề. Vì thế tôi chỉ mong trời thương cho mình và ba ông chồng khỏe mạnh thôi, chị Tám tâm sự. Vừa dứt lời, chúng tôi liền gặng, có phải chị nói nhầm thành ba đúng không? Chị Tám lắc đầu, không, tôi không nói sai và mọi người cũng vậy. Trước giờ tôi chỉ kể rằng mình có hai người chồng nên ai cũng nghĩ vậy. Thực chất tôi có đến ba chồng. Ngoài anh hai và anh Phúc, còn một người chồng trẻ 38 tuổi sống ở ngoài Tây Ninh nữa. Người chồng này tôi không nhắc đến vì không ở cùng nhà. Thi thoảng anh ấy từ trong đó vào đây thăm chúng tôi thôi. Ba người chồng, có lẽ nhiều người nghĩ rằng chị Tám rất khó khăn khi phải sẻ chia tình cảm. Nhưng chị lại làm điều đó rất đơn giản, công bằng và chẳng thiên vị ai cả. Nếu chồng ba ghé chơi, chị sẽ dành thời gian bù đắp tình cảm, thẳng thắn nói với hai người còn lại mà không hề ngại ngùng. Nhắc đến chuyện chị là người chủ động tán tỉnh cả ba người chồng hay sao? Chị cười bảo rằng họ mới là người ngỏ lời yêu thương trước. Chị không hiểu vì sao mình vừa xấu vừa nghèo,
lại có hẳn 3 người đàn ông theo đuổi. Có lẽ tôi có 3 người chồng do nghèo mà ra. Nhiều người bảo tôi bao biện, đổ lỗi cho cái nghèo để lấp liếm ham muốn của bản thân. Họ đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi mà thấu hiểu và thông cảm chứ. Tôi lấy anh hai rồi mưu sinh bằng nghề thu gom rác. Anh Phúc thấy vậy đã xin theo phụ, dần nảy sinh tình cảm với nhau. Khi ấy anh hai biết nhưng im lặng, chẳng nói gì cả. Sau này anh Phúc dọn về sinh sống cùng gia đình tôi. Thế rồi tôi tiếp tục có thêm người chồng thứ ba quê ở ngoài Tây Ninh. Chúng tôi sống chung rất êm đềm, không có bất cứ điều tiếng hay cự cãi gì cả, anh Tám tâm sự. Lúc này anh Phúc bất ngờ lên tiếng, nói là hòa thuận cũng chưa hẳn là đúng, bởi thi thoảng chúng tôi có chút ghen tị khó chịu với nhau đó. Mọi người thử nghĩ mà xem, làm gì có gã đàn ông nào muốn chia vợ mình với người khác cơ chứ. Song nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi luôn thương nhau như anh em ruột, cùng có tình yêu với một người phụ nữ. Vì thế phải gạt bỏ tính sĩ diện của người đàn ông qua một bên, sống vui khỏe thôi. Chị Tám cũng bộc bạch rằng, xét về lý cuộc hôn nhân của chị vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, song về mối tình quan hệ của ba người chính là duyên nợ mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được. Do vậy chị mong mọi người đừng phán xét gì cả, vì chuyện đã rồi, chẳng thể thay đổi được sự thật. Thưa quý vị, trong mối quan hệ người chồng, gia đình một vợ một chồng, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Thế nhưng hai người phụ nữ trong những câu chuyện trên lại có tới đến 2 đến 3 người chồng và cuộc sống của họ đều rất hạnh phúc, thương yêu lẫn nhau. Mặc dù sẽ có nhiều ý kiến trái chiều nhưng có lẽ đây chính là duyên nợ mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu được. Do vậy chúng ta hãy nhìn vào mặt tích cực và rút ra những bài học không nên và phán xét đúng sai. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.